các bạn, tôi là Trần Lộc Dũng đến từ IK Center. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn chúng ta xử lý sự cố máy tính không truy cập được vào Facebook. Sau đây là các bước hướng dẫn các bạn chúng ta xử lý sự cố của máy tính khi không truy cập được vào Facebook. Chẳng hạn như là chúng ta khởi động trình duyệt web lên và chúng ta sẽ gõ vào trình duyệt web đó là facebook.com. Khi các bạn gõ vào facebook.com và chúng ta truy cập vào không được á, thì nó sẽ có xảy ra một số trường hợp. Trường hợp thứ nhất là chúng ta sẽ xử lý sự cố là chúng ta chọn cái DNS của cái địa chỉ IP. Thứ hai là chúng ta sẽ xử lý sự cố về file host. Đầu tiên bây giờ tôi hướng dẫn các bạn chúng ta xử lý sự cố về chỗ DNS của địa chỉ IP. Thứ nhất là các bạn sẽ nhấp chuột phải lên kẹp mạng và chúng ta chọn Open Network. Các bạn vô Change Adapter Setting. Thì ở đây á, là tôi sẽ không gắn dây cái kẹp mạng của máy laptop của tôi. Tôi đang dùng Wi-Fi, wireless. Tôi đang dùng wireless để kết nối. Thì chúng ta sẽ cấu hình trên wireless. Các bạn sẽ double click vào wireless và chúng ta chọn Property. Sau đó các bạn chọn vào IP version 4 là Internet Protocol version 4. Double click vào. Và các bạn chọn xuống cái chỗ DNS bên dưới và chúng ta gõ 8.8.8.8.8.8.8.4.4. Sau đó các bạn chọn OK. Và chúng ta tiến hành truy cập Facebook. Nếu chúng ta vẫn không truy cập được vào Facebook nữa thì chúng ta sẽ xử lý sự cố tiếp về file host trong cái hệ thống System 32. Để xử lý sự cố được về file host á, đầu tiên chúng ta vào mạng computer và chúng ta sẽ mở ổ C ra, mở thứ mục, chọn tới cái mục Windows và chúng ta tìm tới chỗ System 32, bởi vì nó nằm trong System 32 rồi. Và chúng ta chọn tới thư mục Driver, tìm tiếp thư mục etc. đây là file host nó đang nằm và chúng ta sẽ mở nó ra và chúng ta tiến hành chỉnh sửa. Ở đây tôi mở bằng Notepad. Khi các bạn truy cập vào file host, mở file host ra thì nó có một số cái link đường dẫn nó đã lưu dưới bên dưới, thì chúng ta xóa hết đi và chúng ta để lại từ khoảng trên đến đây mà thôi. Sau đó các bạn sẽ copy cái phần nè, chúng ta copy phần này xuống, phần này vào. Nếu các bạn không có sổ này để copy thì chúng ta sẽ gõ tay vào, sau đó các bạn xem và chúng ta sẽ tiến hành đăng nhập Facebook. Đã đăng nhập được ha. Như vậy tôi đã hướng dẫn các bạn chúng ta xử lý sự cố khi máy tính không kết nối được Facebook và hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là IP chỗ DNS. Trường hợp thứ hai là xử lý sự cố file host. Hẹn các bạn vào clip sau.